Các bạn thân mến, đây là những thùng cải chip của chúng ta gieo bằng cái phương pháp mới, đó là chúng ta sử dụng lưới. Và hôm nay là ngày thứ 5 rồi đấy, ngày thứ 6 đấy, thì các bạn nhìn thấy là cũng khá giống như kỳ vọng của chúng ta, là những cái hạt giống nó bắt đầu nó mọc, nó thò qua những cái lỗ này, đúng không? Nó bắt đầu vượt qua những cái lỗ này thì nó vươn lên đấy. Nhưng có nhiều cái cây thì nó không vượt được, các bạn nhìn thấy không? Vì cái này nó bị cong lên mà, cho nên lần sau ấy là mình sẽ làm cái khung nẹp cái này lại, nẹp cái lưới này lại cho nó thẳng thẳng ra ở giữa một cái, hai bên một cái, thì lúc đấy là sau này chúng ta sẽ không bị hiện tượng cong lên được nữa, đúng không? Mà khiến cho rất nhiều cái cây nó bị mắc ở bên dưới. Đấy. Này là một nửa thì được, một nửa thì không, nguy hiểm lắm. Đấy. Đó là khi dí xuống này, nó nhiều cây nó bị cong, đúng không? Nói chung là cái này là cái vụ này là khó đây này. Nhiều cái cây bị mắc xuống dưới là chúng ta cũng không biết xử lý làm sao nữa, nó không mọc được lên thì làm thế nào. Đấy. Ôi rồi, thế lần sau chúng ta sẽ ép cái này thành cái khung nhá, sử dụng cái nẹp nhôm xung quanh. Đó. Ok.